tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang. Hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah yeah, có đâu xa xôi tình thân, ở cạnh bên ngay mình thôi. Giữa mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn dâu đôi khi ta giận hờn. Hiểu lầm nhau cho nhau biết bao lần ăn trăm. Xa cũng bằng lát riêng gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân. Chẳng phải dù thì cùng một mình sinh ra, nhưng tối lửa tắt đèn có đâu xa. Bà con xa cũng bằng lát riêng gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân. Chẳng phải dù thì cùng một mình sinh ra, nhưng tối lửa tắt đèn có đâu xa. Sao giờ này chưa thấy người đó tới ta? Nóng thiệt á. Cô Hương. Dạ sao vậy? Hơi hậu chứ sao. Muốn kêu người ta thì đứng trước mặt mà kêu người ta, đứng sau lưng mà giọng ó người ta vậy. Có bữa tôi đứng tim chết rồi sao? Trời ơi, này nóng quá, xin lỗi. Nóng sao không nóng? Bực mình à. Nóng vậy là đang nóng lòng lắm đúng không? Sáng giờ gặp người đó rồi đúng không? Trời ơi, gặp rồi, chắc chắn là gặp rồi luôn nè. Dù mình 5-6 ly nước luôn, chắc là tâm sự từ sáng giờ luôn đúng không Hương? Ủa, ở đâu vậy? Ở đâu mà gặp rồi, rồi tâm sự rồi? Một mình tôi uống đó. Cô làm gì mà uống một mình dữ vậy? Trời ơi, chứ ngồi mấy tiếng đồng hồ rồi ha. Uống một ly như vậy cho bà Dân mới đuổi hả? Mà nói nghe nè. Dạ. Sao cái giờ này không thấy? Không thấy gì vậy? Là không tới thiệt luôn hả? Không có chuyện gì xảy ra mà không thấy luôn. Trời ơi, mấy người đó, mấy người bậy rồi đó. Nhưng mà không sao, cô đã gặp được tình địch của cô rồi đúng không? Tại sao nói là ổng tới đây, ổng uống cà phê, rồi ổng nói chuyện với bà Dân, mà sao giờ này mà không thấy ổng tới đây là sao? Thì chắc cô không nhìn thấy thôi. Ủa tao đuôi hả? Không, ý cô nói là hôm nay cô không nhìn thấy. Mà cô không nhìn thấy có nghĩa là nó vẫn còn ở đó. Nó vẫn còn ở đó có nghĩa là nó chưa xảy ra thôi, chứ không phải là nó không xảy ra, cô hiểu không? Không hiểu. Cái gì mà tùm lum vậy, bây giờ gom gọn lại cho tôi dễ hiểu đi. Con nghĩ là con đã tìm hiểu kỹ rồi, con đã coi cái timeline của chú ba rồi. Ủa ổng làm gì mà nổi lòng tham phải lên like vậy? Timeline có nghĩa là cái thời gian biểu của cô. Sao mà em nói thời gian biểu đi, mà nói timeline kia. Bây giờ ai cũng dùng từ timeline, ai dùng từ thời gian biểu nữa. Bây giờ ai cũng dùng timeline vậy hả? Dạ. Ừ vậy cái timeline của ổng sao? Đúng vào lúc 6 giờ sáng là chú ba sẽ tập thể dục dưới sân chung cư mình. Tập 45 phút, sau đó chú ba đi vô quán cà phê cô Dân, tán tỉnh cô Dân vào lúc 6 giờ 50 phút. Khoan, mày sai rồi. 6 giờ 45 tập thể dục xong mà tại sao tới 6 giờ 50 mới vô quán của bà Dân? Cô không để chú ba đi bộ vô. Chú ba đi bằng cái chân là đi mất 5 phút của cô. Rồi 6 giờ 50 vô quán của bà Dân, tán tỉnh cưa cẩm cô Dân. Rồi sau đó tầm khoảng 8 giờ là chú ba xong. Tại sao mày quan sát kỹ vậy? Ê, giờ giấc của ông ba nè, tập thể dục bao nhiêu phút nè, rồi giờ nào ông vô đây nè, rồi giờ nào ông tán tỉnh nè, rồi giờ nào đi làm nè. Sao mày nói chính xác vậy? Mày đừng nói tao tình địch của tao là mày nha. Ôi, cô nghĩ sao vậy? Con còn trẻ quá mà, con còn tươi xanh quá mà. Con mới quen mấy người mà ngon lành, chứ ai đâu mà quen mấy ông già úa vậy. Mấy người đó chỉ dành cho những cái bà già thôi con ơi. Nói tôi già nha, là tôi có chuyện nha, tôi giận lắm mày chưa? Giận. Mà nè. Dạ. Mà thấy thái độ của ổng á là thích bà Dân lắm hả? Trời ơi, gặp con còn thích nữa nghĩ sao? Cô Dân có cơ ngơi đàng hoàng, chủ quán cà phê này đúng không? Đẹp gái, trời ơi, dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ nữa. Mà trẻ nữa, đẹp hơn cô nữa. Trời ơi, con gặp con... Bà phê ai? Trời ơi, con lo cho cô, con mới nói tình địch cô vậy. Để cô phấn đấu lên, hỏi cô giành lại người đàn ông của đời cô. Bà lo mà bà hạ nhục tôi quá. Nè. Hả? Mà có chắc chắn là ông ba không tới đây để ông cưa cẩm bà Dân không? Con chắc chắn. Nhưng mà lấy thông tin chính xác từ đâu ra? Con Nhã Hoang nó nói. Trời ơi, con Nhã Hoang nó là con của ai? Con của Dân. Mà bà Dân là cái gì của tôi? Dạ tình địch. Trời ơi, bà nghĩ làm sao bà hỏi nó? Con không biết nữa, nhưng mà nói chung khai thác thì ai cũng kệ đi. Nhưng mà chắc chắn đây là sự thật. Mà hôm nay nó bị gì đó, nó bị sai sai. Đang làm cái gì mình rù rì đây vậy? Giảng cho con. Mày làm cái gì mà ồn ào vậy? Người ta đang nói chuyện với nhau à? Bạn thấy đang nói chuyện á, con nghĩ là đang nói xấu ai. Cái con thổi cho nó không khí sôi động hơn. Con đang rất vui. Dạ. Nè anh nha. Anh có biết không? Tôi bị tim thòng đó. Anh thổi vậy hoài có ngày tôi lăn đùn ra. Ăn cho hết. Rồi ai ăn hết cho hết cô? Cô dài như cây sào vậy đó. Mà tôi nói nha, tôi nói lên bàn quản trị là anh thổi còi này, anh làm phiền cái khu dân cư này á. Ủa
chứ không phải là hồi xưa cô thích thổi lắm mà lúc mà có trong ban quản trị suốt ngày cô bắt tôi thổi đó. Bây giờ tôi là cư dân bình thường thôi cho nên là tôi rất có thích yên tĩnh. Cô có biết là để thổi được một cái làng hơi thanh và hạ gian như vậy tôi phải cực khổ biết bao nhiêu không? Tôi phải vận dụng hết cái hơi ở cái bụng của mình, sau đó tôi tống lên buồng phổi, tôi đẩy qua cuống họng, tôi mới đẩy ra ngoài. Ôi nói nghe nè, bây giờ là cái quan trọng á là con làm tốt, bảo vệ tốt chung cư là được rồi nha. Còn thổi thì thổi có giờ giấc dùm chút xíu nha. Khi nào có chuyện gì á rồi cũng mọi người trật tự im lặng thì con mới thổi còi, nghe chưa? Dạ. Nè còn con nữa, con dẹp ba cái chuyện đi, mày phải lo cho cô. Cô Vân ơi, có liền đây. Cảm ơn cô. Ủa sao anh mới tới mà có cà phê uống hay vậy cô? Trời, thời buổi công nghệ mà ai cũng có tham lai rồi đúng không cô? Để từ đây về sau cô sẽ làm kiểu đó. Hãy ai mà có tham lai rồi đó thì cứ việc gọi điện giờ đó là cô để sẵn trong tủ lạnh. Đó, tới là có cho khách ta uống liền. Ồ. Làm như vậy thì mới mau lẹ. Dạ, kiếm rồi. Được tiền phải chuyên không nghiệp con? Nữa con, rất đúng chuyên nghiệp. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ con thấy ai cũng theo tham lai hết. Chỉ có duy nhất một người là không theo tham lai thôi. Dạ cô á. Ôi. Đâu? Dạ thôi hai cô ngồi chơi nghe, con đi về nghe. Cô ghi sổ con mà. Của tán rồi, dạ. Biết rồi. Dạ. Chào con đi. Đây. Dạ. Nãy nói ai không tham lai vậy? Thì con nói chú ba nó, chú không theo tham lai cho nên mới làm cho cô Hương xáo trộn lên nè. Ủa, nó nghe nè. Ai làm cho bà xáo trộn lên vậy? Ôi, cô Vân ơi biết không, sáng giờ cô Hương là đợi người ấy nè. Người ấy là ai, là chú ba chứ là ai. Đợi ôi sáng dạ. Giờ mà chú ba không có tới. Nóng rồng, nóng ruột, uống xáo ly nước. Không biết sao không, giờ thất vọng luôn, tuyệt vọng luôn. Ê, trời ơi, ai móc họng bài vậy bà? Rồi, cảm ơn con nghe. Dạ. Lần sau nếu có gì là con báo cho cô biết trước nghe chưa? Dạ, ok cô. Rồi. Con đi đây con. Rồi, bye bye. Cảm ơn quý khách, cảm ơn quý khách. Trời đất ơi, từ sáng giờ mới có một tiếng đồng hồ mình bán 20 cà phê timeline luôn. Ây da, thời đại công nghệ bây giờ mình nắm chắc được thì mình mới hút tiền. Còn son. Bà uống gì không à, bà Hương? Trọng tráng thơ ngây. À, cho tôi một ly hương vị. Love. Là gì? Hương vị. Love. À, love. Ồ, hương vị tình yêu phải không? Yes. Ê, cái quán tôi không có bán cái nước uống đó. Trời ơi, phải bán chứ. Bởi vì tất cả các quán nào cũng phải có hương vị love. Trời ơi, tôi không có bán cái nước uống đó. Là cà phê đó bà. Trời ơi, tôi mệt mà ghê vậy đó. Cà phê là hương vị love đó. Là bởi vì sao? Nè, cà phê vừa đắng, vừa ngọt. Có nghĩa là cái cuộc tình nào cũng vậy, cũng phải có đắng cay và cũng phải có ngọt bùi. Ly cà phê nó cũng vậy. Nếu mà mình biết uống, khi mình uống vào thì nó rất đắng, nhưng khi mà uống xong rồi là nó ngọt tận trong tim can của mình. Cho dù là cà phê không bỏ đường vẫn thấy ngọt. Còn những người nào mà không uống cà phê, bỏ 1 ký đường vô vẫn tưởng là cà phê bắp rang. Ý bà nói tôi bán cà phê bắp rang hả? Không phải, ý tôi nói là người nào biết thưởng thức đó. Bà sao kỳ cục ghê vậy đó. Trời đất ơi, bà Hương ơi, bây giờ tôi mới thấy nha, sao bữa nay bà diện gì mà lố dữ vậy bà nội? Mình là bây giờ mình đã lớn tuổi rồi thì mình phải làm sao mình ăn mặc mô đen làm sao cho cảm thấy người ta cảm thấy trẻ trung. Mà trẻ trung sao là phải màu sắc như vậy nè. Ai với bà mặc đồ sao mà chán chường quá à. Nói chung là chủ quán cà phê thanh xuân xanh sạch đẹp lúc nào cũng phải nền nã vậy đó. Trời ơi, tôi mặc đồ như bà là tôi ra ngoài đường tôi bán cà phê vệ đường rồi. Là bởi vì hôm nay tôi có một cuộc hẹn cho nên tôi muốn ăn mặc như thế này để cảm thấy đẹp dần trong mắt ai kia. Hương vị tình yêu phải không? Uh-huh. Nhờ có bà cho nên hôm nay tôi mới biết là cái vị cà phê đó là gọi là hương vị tình yêu phải không? Ừ, bà thấy tôi mặc đẹp quá chứ gì. Rồi. Cô cho con hỏi có cô biết cô Hương? Thôi chắc không biết. Bà Hương. Cô Hương. Hello, how are you? Bà chờ con từ nãy giờ đó. Ủa mà trời, con làm gì đâu, con sắp xếp xong hết rồi mà. How are you? You không nhận ra mi à? My name Hương. Wow. Yeah. Bữa nay bà mặc đồ mắc cười với con á. Cười gì? Yeah. Hương ơi, đẹp quá à. Đẹp. Welcome. Đẹp xuất sắc luôn á con. Chờ đó mà chưa thấy gì đó. Ủa mà con sắp xếp xong xuôi hết rồi mà. Con ngồi đây con chờ gì nữa sao? Nhưng mà cái timeline không thấy cái timeline đâu hết. Ủa gì kìa.
chắc thầm lại mày nhớ nha. Hôm qua cô thấy con với bà đó. Dạ. Xì xầm to nhỏ với nhau. Nói cái gì mà tham lai chờ đợi ông ba nào đó là ai vậy con? Ông ba của ai vậy? Thì chờ ông ba nào vậy? Thì chờ ông ba của Hương lên nè. Trời ơi, công nhận bà có hiếu dễ sợ nha. Bà chờ ba bà lên thôi. Mà bà ăn mặc trẻ trung như vậy để cho ba của bà trong mắt lúc nào cũng thấy là con gái mình trẻ trung hết trơn á. Trời 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 trời, tôi chờ ba tôi kia, ba tôi chết lâu rồi bà. Trời ơi, nói chuyện gì vậy? Cô Vân, chứ chờ ông ba nào vậy? Chờ ông ba ở đây là chú ba. Chú Nguyễn Văn Ba đẹp trai đó, mới lên làm ban quản lý nè. Chờ để sao con nó lên kế hoạch nè, con lên timeline hết rồi để cho cô Hương với chú ba gặp nhau. Tưởng gì? Chà ba đó. Dạ sao? Trời nó coi đẹp trai gì mà vô duyên lắm. Mới đuổi người ta về rồi. Trời ơi, sao cô đuổi người ta về vậy? Đừng ghét tới người đó nữa, tôi ghét lắm, bực mình lắm. Hả? Giận rồi. Giận rồi sao? Đang có chuyện lớn nên mới giận á. Giận sao? Cái gì? Hơi sức đâu mà giận người dân biết nữa à. Đừng có nhắc tới người đó, tôi ghét lắm. Thôi cô, bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Để cho ghét đi, để cho ghét đi. Ừ, trời ơi, người ta dễ thương vậy mà ghét người ta. Nè, bà nói là bà mới đuổi anh ấy hả? Vậy bà có biết anh ấy đi hướng nào không? Đi hướng nào hả? Để tôi đi theo, tôi thỉnh về. Mấy người đi đi, đừng có nhắc tới tên cả nữa, tôi ghét cho lắm. Sao tự nhiên ghét? Đi đi cô ơi, cô cắn bây giờ cô ơi, con thấy cắn rồi đó. Tôi cắn thiệt bây giờ đó. Đụng tới đàn ghét ông. Ghét đàn ông, trên đời này tôi ghét đàn ông. Trời ơi, đàn ông, trên đời này tôi thích đàn ông. Bà thích thì bà bưng về đi. Tôi đâu có biết hướng nào đâu, tôi bưng. Hướng này nè. Đi bà bưng về đi. Cảm ơn em đã biết hướng rồi. Đi có lẽ lắm. Người nghèo khó, người giàu sang.